IQ Radio xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị đang nghe truyện ngắn Cúi xuống vùng non xanh mát, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Thùy Trâm, trên kênh IQ Radio. Cạnh quán cà phê văn nghệ có ông trải chiếu ở vỉa hè bán đồ cổ, hay mở cái băng nhạc Trịnh Công Sơn hát cho quê hương Việt Nam một, thu âm năm 1969. Nghe lần đầu, thề có mấy lá bàn rơi bữa đó, tôi muốn chạy qua ôm ông đồ cổ một cái, vì ông đem những bài hát này ra con đường vốn chỉ rùng rùng nhạc vũ trường. Nhạc trẻ kiểu yêu thì nói, không yêu cũng nói. Giữa bụi đời mù mịt, giữa xe cộ ngược xuôi, cô Ly của 40 năm trước cất tiếng hát trong veo. Nghe mát rượi lòng, nghe khỏe dễ sợ. Nhạc nghe khỏe là chữ của thằng nhỏ ở tiệm bán đĩa quen. Một lần tôi ghé qua, nó khoe, em có nhạc này nghe khỏe lắm, bảo đảm chị thích. Rồi nó đem ra mấy cái đĩa nhạc thu âm hồi năm 1900 mấy mươi gì đó. Gương mặt của Thái Thanh, Hà Thanh trên bì đĩa coi trẻ măng, trong sáng, hơi quê quê, dễ thương kinh khủng. Nghe chúng lần đầu, tôi đã nghĩ tình cờ thằng nhỏ tặng mình quà quý. Nhưng thằng nhỏ không tình cờ chút nào khi miêu tả cảm giác về một bài hát bằng chữ khỏe, mà không phải là hay, là xúc động, là sởn tóc gáy. Khỏe vì dễ chịu, khoan khoái, thoải mái. Phút khỏi tiếng đệm guitar bập bùng là chơi vơi tiếng hát non trong, mộc mạc, chân phương, đôi lúc vụng về, run rẩy. Ca sĩ không dùng bất cứ phương tiện nào, kỹ thuật nào để nương dựa, lấp liếm hay che đậy, cứ hồn nhiên như vậy cất cao tiếng hát từ đáy lòng, thanh thoát. Những ca sĩ ấy sau này đạt đến đỉnh cao của tài năng, họ rực rỡ, họ nổi tiếng, họ thu nhiều bản nhạc gần như hoàn hảo, nhưng sự giản dị năm xưa mãi mãi ở lại với năm xưa. Tôi ngã lòng vì sự giản dị đó, kiểu giản dị mà 10 năm trước chưa chắc tôi đã thích. Bỗng dưng bước chân qua tuổi 30, bỗng dưng thấy khỏe khi đứng trước những tấm ảnh trắng đen, những bức tranh lụa, những trang viết của Thạch Lam, những minh họa nguệch ngoạc mấy nét chì. Những bản nhạc thu âm năm sửa năm xưa hay những bản demo trên mạng. Ông già bạn tôi có lần nói, viết sao cho càng giản dị thì văn chương càng đẹp. Tôi cười nói, câu này của chú 11 chữ mà 22 năm nữa chưa chắc cháu làm được. Ông cười cười, xài bét, cháu đã làm được rồi, mấy cái chuyện đầu tay đó. Nhưng những trang viết giản dị, ngây ngô có phần khờ khạo đó, tôi càng sống, càng trải đời, càng rời xa chúng. Giờ mà viết được vậy, coi bộ khó hơn lên trời. Ngó qua ngó lại, tôi thấy cải lương cũng vậy. Hồi trước tôi mê cải lương, mê ngẩn ngơ những bản vọng cổ xa xưa thu trên đĩa nhựa. Nghệ sĩ giọng nào ra giọng nấy, chữ nào tròn chữ nấy. Ngón đờn dù tài hoa lả lướt đến đâu vẫn giữ sự trong trẻo, hồn hậu, vẫn tôn giọng ca lên hàng đầu. Thứ vọng cổ này nếu ngồi kế cassette thưởng thức chưa đã, phải giỏng tai nghe kế bên hàng xóm, hay ngồi ngoài vườn nghe trong nhà vẳng ra. Chỉ tiếng ca và tiếng ca, gió đàn qua đánh lại, mùi ác liệt. Cải lương giờ đã qua thời hoàng kim, người ta biện ra nhiều lý do, nhưng nó làm rơi mất một đứa hâm mộ như tôi chỉ vì một bữa kia Vũ Linh nắm tay Tài Linh chạy lên đồi cỏ non. Xét theo tính hợp lý, tôi chấp nhận được chuyện ca vọng cổ lúc yêu nhau, đánh nhau, bắn giết nhau, miễn là xảy ra trên sân khấu, trên sàn diễn.
Nhưng giữa đường, tự nhiên có hai người vừa ôm khích rịch mắt nhìn đắm đuối, vừa ca khơi khơi, chắc tôi phải nghĩ tới bệnh tâm thần. Tô Ánh Nguyệt năm xưa đau nỗi đau xa con, chỉ cần nghẹn ngào bước từng bước run lẩy bẩy, nắm tiền trong tay bay bời bời. Tô Ánh Nguyệt bây giờ vừa gào thét, vừa bứt xé hàng khuy áo khoe da thịt. Mệt gì đâu. Chia sẻ ý nghĩa này với ba đứa bạn, một đứa cười, vậy mới là tìm tòi, sáng tạo. Đứa kia hỏi vặn, bộ khùng sao mà đi coi cải lương. Đứa còn lại nói, thấy ghê thiệt, nhưng thời này nó phức tạp vậy. Ừ, đúng là thời này phức tạp thiệt. Bữa trước muốn mua cái áo nhìn thấy khỏe, màu sắc nhã nhặn, hoa văn đơn giản, kín đáo, mà phải lục tung cả cửa hàng trong con mắt căm hờn của chị chủ. Sách, băng đĩa thì nhất thiết phải siêng năng lục lọi, lâu lâu mới rinh được một cuốn văn đẹp kiểu thạch lam, lâu lâu mới chộp được một vài đĩa nhạc nghe khỏe, sao chép lại từ những nguyên bản của mấy chục năm trước nên chất lượng cũng được chăng hay chớ. Có lần hỏi thằng nhỏ mấy cái đĩa nhạc cổ lỗ sĩ này bán chạy không? Nó nói người ta mua nhiều lắm, nhưng chị là trẻ nhất á. Lại hỏi tiếp, bộ thấy tôi mệt mỏi già nua lắm sao mà nghĩ nhạc này hợp với tôi? Thằng nhỏ cười, tại em thấy chị không có đeo vòng vàng gì hết. Câu trả lời này làm tôi nhớ mấy giai đoạn thiền, kiểu như hai ông đi bên bờ sông, một ông hỏi đại niết bàn là gì? Sư trả lời, mau. Hỏi, mau gì? Ông sư trả lời, xem nước. Hiểu chết liền. Bữa qua ngồi quán chiều vắng ngắt, ông đồ cổ lại mở cái đĩa hát cổ. Cô Ly đổ giọng ca mát rượi ra hè phố. Cúi xuống vùng non xanh mát và cao tiếng hát cho cơn yêu phiền tan. Bỗng thấy tâm hồn mỏi mệt của mình đang được sự giản dị nào đó cứu chuộc. Cảm giác gan bàn chân tôi vừa chạm vào mặt đất, hình như tôi vừa tháo giày ra bỏ bên đường. Nhưng tuổi 20 gặp gì cũng hăng hái đeo mang, thấy gì cũng hớn hở vơ lấy vào mình, lỉnh kỉnh những phấn son tô vẽ và xiêm áo. Tuổi 20 ấy giờ nằm lại ở đâu? IQ Radio cảm ơn quý thính giả đã đón nhận kênh. Mong quý vị tiếp tục theo dõi và đón nghe những bài đọc mới. Trân trọng.